Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ mặc áo mưa mà mình đi khai thác thử khoan lên bộ bằng khí vào lúc mà trời nó mưa. Thì mình muốn làm một cái gì đó nó mới mới hơn, chia là về cái phương pháp này là nó có thể làm về trời mưa và khi mà cây nó đang ướt thì mình có làm được hay không. Thì ok, bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi. Đây là vườn cây cao su áp khí 3 năm rồi nha mọi người. Và cái này thì đang mưa. Đây, cây nó ướt hết đây này. Lá nó ướt hết. Thì với phương pháp này thì mọi người có thể khai thác là từ buổi chiều cho tới tối thì mình có thể là đợi hết mưa. Hết mưa rồi mình đi khai thác. Đó. Nhưng mà hôm nay mình quay clip thì mình làm cái nó đang mưa thì đi khai thác được không? Đây, cây này là khai thác năm ngoái này. Khai thác 3 năm rồi. Đây là vết năm ngoái. Đó. Người công nhân đang đi khai thác mộ buổi chiều. Chiều mưa này. Đó. Đây. Mới khoan đây. Đấy, mọi người mà trang bị cẩn thận thì ở phía trong này nó vẫn khô nhá. Đây. Nó vẫn khô và mủ nó chảy. Cho cái cây này là nó dốc này nên nó không có mủ, nó không đi vào máng. Máng này thì vẫn đang là máng cũ năm ngoái. Thì đây, mình trang bị cẩn thận như thế này thì nếu mà có mưa đây này, nước trên cây nó vẫn đang giỏ này, thì mình vẫn lấy mù bình thường. Đó, ở trong này cái da nó vẫn khô này. Đó, anh chị nào mà trang bị cẩn thận thì thấy không, cái cây này nó đang cái thế mà nước đổ về này, cái thế như thế này mà nó còn khô được ở cái vùng đó thì rất là ok rồi. Cây, mấy cây dưới đây toàn cây nằm nghiêng. Cây này là cây dưới bưng. Đây, suối đây. Cây này không có trang bị này, không có khai thác được. Nước nó sẽ dẫn mũ chảy ra ngoài hết. Đây. Khá là ok. Mũ chảy quá là sung luôn. Đó, thì cái phương pháp này thì nó rất là tiện. Mình một tháng mình không chắc không phải bỏ nhát nào đâu. Nếu mà buổi chiều mà nó có mưa to quá đi thì mình có thể đợi hết mưa tối mình đi khoan cũng được. Đó, bất kể lúc nào. Tại vì cái thời gian nó rất là rộng. Đây. Cái che mưa nó đang chảy nước ầm ầm. Đó. Vẫn khai thác vô tư. Đây, mủ chảy rất là ok nhé mọi người. Cái phần da này khô, cực kỳ khô này. Cái phần da này nó khô nó rất là tốt, tại vì là nó không có nấm bệnh. Khi mình xịt thuốc vô cái lỗ khoan nó sẽ lành nhanh hơn. Đó. Và với cái nắp chóp này thì mọi người có thể buộc túi khí lên như thế này thì nó không bị gập ống, hoặc là mình đóng xéo ra thì mình có nhiều cái cách đóng để cho nó ấy. Tại vì nhiều khi mình muốn làm cái này nó xéo qua bên đây á, này cái đầu này nó sen làm xéo thì nó đỡ gập ống hơn. Nhưng mà khi mình dời qua dời lại á thì nó nằm về một phía thì nhiều khi túi khí nó lại nằm giữa chỗ khoan này nên nó rất là bất tiện, nên mình cứ để nguyên vậy. Mình đóng thì mình treo cái nắp chóp ra thì, hoặc là mình treo túi khí lên thì nó sẽ ok. Cái vấn đề đó thì nó cũng rất là đơn giản thôi, ai mà biết làm thì nó sẽ ok, nó rất là dễ. Đó, hiện tại trời đang mưa thì cũng không to lắm, nhưng mà nó mưa từ chiều đến giờ đang áp thấp á mọi người. Đây, cái lô này thì đang trang bị là cách đất là khoảng 60 phân. Nhưng mà mũ thì mình thấy vẫn ok. Đó, nếu mà áp khí mà chuẩn hay là đúng thời gian, đúng thời điểm là nó mũ nó rất là đều nhá. Nó không sao đâu. Đây. Mũ nó chảy này. Chảy rất là dữ dội. Cái lô này thì nó rơi vào khoảng 36 đến 37 độ. Đó, thì các anh kia anh có nói vậy. Lô này thì nó có tổng cộng khoảng 200 cây. Đó, 200 cây thôi. Đó, tới đây thôi. Là nó, anh bảo là dao động từ 50 đến 60 ký mũ cho mỗi lần khoan. Lô này thì anh khoan D4. Tất cả lô của anh ấy thì một nửa là ở dưới gốc,
một nửa trang bị dưới gốc, một nửa thì trang bị ở trên cao. Tại vì do cái thế cây ở đây nó rất là lòng mỏng, cây thì nằm ngang, cây thì nằm xéo, cây thì nó cong. Thì có cây nó cong này mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ đi quay cái anh khai thác. Nhấc lên và khoan. Khá là nhàn. Và có một cái là cây nào mà nó đã vô khí rồi mọi người chỉ cần khoan một cái thôi là mủ nó sẽ chạy ra liền. Đó. Nếu bình thường nó sẽ chạy chậm mà nó đông lại, còn cái này là nó phải phi mủ ra. Đó, nó sẽ chạy tốc độ. Áp khí, nếu mà áp khí ổn á, khí mà vô cây á là tốc độ mủ nó sẽ chạy như thế này. Đó, nếu mà anh chị nào mà áp khí rồi mà mủ nó chạy mà không được nhanh á thì là cây mình nó chưa ăn khí. Nên mình sẽ nghiên cứu đóng nó chóp lại và mình áp khí lại. Mình để khoảng 1-2 ngày sau để mình kiểm tra lại xem nó ok chưa nhé. Đây là toàn là dưới gốc không? Nhưng mà có một số lô là ở trên này người ta đã khai thác nó phạm nhiều quá, mình làm dưới gốc nó sẽ không có mủ đâu nhé, mình sẽ không có được mủ đạt đâu. Nếu mà anh chị nào mà làm ở dưới mà không có mủ á, mình có thể dời lên trên đây. À, cái khoảng không mà nó không có dính tới cái phần cạo ngày xưa. Đấy, như cái này là vết cạo ngày xưa này, mình áp khí lên tầm này. Đó, mình hãy áp khí thử xem. Nếu mà ai mà ở dưới mà không có mũ thì mình áp khí thử lên trên. À, nếu mà có mũ thì mình sẽ làm ở vùng đây và mình làm lên đây. Tại vì nó cũng rất là lâu rồi, một năm nó cũng ít thôi, một năm nó chỉ ăn có xí da thôi. Như cái cây nhỏ xí bên này này. Đây, một năm nó chỉ từng này thôi. À, một năm nó chỉ từng này thôi, mọi người thấy nó liền hết rồi không? Cái này nó lồi lên là nó đã liền rồi nhé. Đó. Rất là ok. Cây này thì bé tí xíu rồi. Đó. À, ông này ông không mặc áo mưa luôn. Ở dưới lô thì nó tán, nó che hết rồi. Đang mưa nhưng mà mưa nhỏ, cây cối ướt hết. Cây này nó đang nghiêng nên phải dẫn mũ. Đây, năm ngoái mình làm đây thì năm nay mình làm vùng này. Mình có thể làm bất cứ chỗ nào đây, qua chỗ này cũng được. Nguyên một năm chỉ có tầm này thôi. Cái này nó lành hết rồi nha. Anh có thể khoan đây cái không anh Do? Đây này, nó lành hết rồi này. Đây mình gãy cái khoan bất cứ cái chỗ nào đi đã ở đây, mũ nó sẽ ra cho mọi người. Đây là cái chỗ khoan năm ngoái nha. Đấy, xíu nó đang tràn ra đó. Mũ rất ok. Bên này nó không có khí thì nó tràn nó hơi chậm chút nhưng mà nó cũng tràn được. Chỗ này nó cách hơi xa hả? Cách gang tay này thì bên này nó sẽ ít khí hơn, nó chảy chậm hơn. Mà nó cũng không chảy chậm lắm đâu nha. Nó mủ rất là ok. Cái chỗ này nó cũng lành hết rồi. Có một số cây mà mình làm mà nó bị nứt cái vỏ này nó thì cũng không có việc gì đâu. Cái vỏ ngoài là cái da chết nên ở trong á, quan trọng là ở trong cái tuyến mủ nó vẫn đang còn. Tí mình sẽ quay cái cây đó cho mọi người xem. Cây mũ chảy rất ok. Đây, cái khoan năm ngoái đây, mũ nó ok lắm nha mọi người. Đó, mình quay gần hơn cho mọi người thấy. Rồi, mình sẽ đi cây khác. Hiện có cây nó đổ rồi. Cái cây này thì bị chiếc keo ở đây bị hở này. Chiếc keo ở đây bị hở.
thì họ kèo ở đây nên là nước nó chảy vô trong ít mà cũng không sao. Nếu ai mà sợ gấp thì mình treo cái túi khí lên như thế này, hoặc là mình đóng cái nắp chóp mình nó xéo qua bên đây. Đó, đóng xéo qua thế này thì cái ống nó sẽ không bao giờ cập được hết. Đó là mình mới đi một vòng khoan được 100 cây xong mình qua bên này. Đó, mình qua bên này thì đây, mình mới đi 100 cây thôi mà có những cây vụ ra được kha khá rồi. Cái này là được khoảng nửa lạng rồi. Đó. Mù này chảy như là cắt tiết gà vậy. Đây, mình mà cắt tiết gà chắc không nhanh bằng cái này. Đó, được khá khá. Bây giờ mới sang luôn bên này. Cái hoa được 100 cây thôi. Đó. Có những cây đó. Nó ra được một khúc rồi. Khá là hay. Đó là cái cây. Cây này khả năng tối nay chàm chắc. Mới được chắc được 10 phút rồi mọi người. 10 phút mà nó đã ra tầm này rồi. 10 phút rồi đó. Đây này, nước nó vẫn đang chảy này. Đó, cây nó ướt nhem. Mình lấy được mủ như thế này là ok. Cây nó vẫn đang chảy nước mà mủ mình cũng đang chảy đây. Đó, được khá là nhiều luôn. Đó, mấy cây nghiêng ngả này. Mấy cây này thì đây, cái cây nghiêng ngã cũng được khá là nhiều mũ rồi, nửa bát rồi. Nói nửa bát thì hơi quá, nó cũng gần được 1/3 bát rồi. Đó, mới được khoảng 10, chắc chưa được 15 phút đâu. Mình quay cũng được chí rồi. Mưa đây, mưa nó xối phù sa xuống như suối này. Cây này cũng được khá khá mũ rồi. À, mấy cây này hiện tại là đang là làm ở dưới gốc hết nhá. Đây, cây dưới gốc này mới qua được 10 phút rồi mọi người. À, cái chỗ này nó cách gốc khoảng 50 phân, cái chỗ hoa 50-60 phân gì đấy, mũ cũng được khá khá rồi. Cái này mà đêm chắc mình nghĩ nó sẽ chản luôn. Tới đêm nó chắc sẽ chản tô luôn quá. Cây vườn này nó sung như thế này mọi người có thể làm đê ba vô tư. À và rồi, xin chào mọi người. Thì hôm nay clip đây mình chỉ nói sơ bộ như thế thôi. Thì mọi người có thắc mắc hay là có nhu cầu gì á, mình để lại comment hoặc là mình điện thoại trực tiếp cho bên mình. Đó, mình có thể hướng dẫn hoặc là sẽ tới tận nơi hỗ trợ cho mọi người. Đó, để cho mọi người tiếp cận cái phương pháp khoan lấy mủ khí này nó hiệu quả và ok nhất. Đó, thì xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.